Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6, câu 35 đến 40. Khi ấy, Đức Giêsu phán với đám đông rằng: Các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu nói: Tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Bởi vì Đức Giêsu là bánh đem lại sự sống. Khi chúng ta thấy và tin vào người thì được người yêu thương và quy tụ lại vào ngày sau hết để sống muôn đời. Sự sống chính là quà tặng vô giá mà Chúa trao ban cho con người. Mà đã là quà tặng thì vô điều kiện từ phía người tặng, nhưng có điều kiện từ phía người nhận. Quả thật, quà tặng sự sống này hẳn sẽ không kéo dài đến muôn đời nếu không đưa tới sự sống lại vào ngày sau hết. Chính sự sống lại làm cho sự sống của kẻ tin cả trước và sau khi chết trở thành sự sống đời đời. Cuộc sống làm người ở đời chẳng mấy dễ dàng đâu. Con người lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Môi trường sống bị ô nhiễm do bụi, khí thải, tiếng ồn, thiên tai, bão lũ, hạn hán. Mỗi ngày nó thêm trầm trọng bởi sự biến đổi của khí hậu. Dịch bệnh đủ loại thỉnh thoảng lại bất ngờ bùng phát ở một nơi nào đó và có nguy cơ lan rộng toàn thế giới. Khủng hoảng kinh tế lại càng xô đẩy nhiều người đến chỗ đói nghèo. Căng thẳng trong mối quan hệ giữa người với người ngay trong gia đình mình. Có những vấn đề riêng tư mà tự mỗi người không sao giải quyết nổi. Con người lúc nào cũng phải vất vả, trăn trở trước cuộc sống. Vì thế, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để nhận được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Hãy tin vào người và cùng với người đi trên con đường gập ghềnh. Chúng ta sẽ đến được quê hương vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu thực ra đã bắt đầu ngay từ đời này khi chúng ta đến với Đức Giêsu với sự tin tưởng. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Cha ban tặng là Đức Giêsu để mỗi người chúng ta cũng trở thành món quà của Đức Giêsu cho thế giới. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con tạ ơn Cha vì đã trao ban chính người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại chúng con. Nhờ đó, chúng con được tái sinh làm con cái Cha và được nuôi dưỡng bằng mình máu thánh con Cha. Xin cho chúng con tin tưởng và phó thác vào Cha để được Cha cho hưởng sự sống đời đời là hạnh phúc chúng con hằng mong đợi. Amen.